Chào các bạn nha. Hiện tại mình đang đứng ở dòng xây ở bên Mỹ Thành An. Đó. Cái hướng trước mặt các bạn là cái đường đó để đi vô thành phố Bến Tre. Đó. Còn bên mà ngay cái nhà vàng vàng đó là đứng đi lên cầu Bến Tre 2, cầu Mỹ Hóa. Còn cái đường mà xe chạy xuống là đi Ba Tri. Hôm nay mình tiếp tục chở các bạn đi Ba Tri nha. Giờ là sáng thứ bảy cuối tuần, tiếp tục chở các bạn đi Ba Tri. Hôm hổm đi Ba Tri một lần rồi mà chưa tới biển, trời tối rồi cho nên đi về. Hôm nay tiếp tục hành trình đi biển Ba Tri, đi lần thứ hai, thử coi tới không. Hổm chạy chưa tới, đợt hổm chưa tới, trời tối bà nó rồi, hay mình đi về. Còn nay là mình chạy một mạch đi xuống biển luôn, để đi nửa đường, trời tối đi về nữa. Trời bây giờ là đang chuyển mưa, không thấy mặt trời luôn. Đó, thấy không, bầu trời xám xịt. Rồi, let's go, lên đường. Mời các bạn theo chân mình đi biển tiếp tục. Nay đi biển Ba Tri nha. Trời nay ui không có nắng. Giờ mình sẽ đi đường này. Mình đi một mạch đường này xuống dưới biển luôn. Còn hôm hổm là đi cũng đường này nhưng mà đi lại đằng kia, mình quẹo vô đường vườn này. Nay mình không đi đường vườn. Đi về đường này trời tối thui rồi, không có quay. Nay đi buổi sáng. Nay đi đường này không có quẹo vô đâu, mấy cái ngõ ngách nữa. Mấy ngõ ngách họ đi hết rồi. Lo đi ngõ ngách không cho nên ra biển không kịp. Nãy đây nè, trời mưa rồi nè. Nãy giờ đứng lại đó chút xíu cho nên né được trời mưa. Đứng ngay cái dòng xây á. Đây, Ba Tri là 32 km nha các bạn. Đây đi Ba Tri là 32 km, mình đi đường thẳng á. Km đó là mới vô thị trấn thôi, từ thị trấn đi xuống tới biển cũng cả 20 cây gì nữa, 20-30 gì nữa. Đây cầu Dĩ, nãy giờ đứng đục mưa, đứng ở trên kia chút xíu chậm con chút xíu, ông trời ông mưa qua rồi nè. Nãy mà chạy sớm là mắc mưa ngay chỗ này rồi. Trời ơi, ông trời không mưa, chỉ có đoạn cây cầu này hay gì nè. Qua cầu khúc này như hết rồi hay gì. Đó, xe đám cưới, đám cưới, đám cưới trên đường quê. Ngày nay là ngày đẹp trời, cho nên đám cưới rất là nhiều. Hôm nay chủ nhật, thứ bảy, mình chở các bạn xuống biển Ba Tri coi có người không, chứ hôm hổm mình chở các bạn đi xuống biển Thành Phú á là không có người. Đó, Lan Dương nè, cuối tuần Lan Dương dòm nè, ghê không. Đó, Lan Dương, khu du lịch Lan Dương cuối tuần. Đó, tới đây là hết mưa rồi nha. Đó, tới đây ông trời ông chỉ mưa có khoảng 1 cây số. Chỉ cần đứng lại mặc cái áo mưa vô xong là trời sẽ hết mưa. Đó, giờ mình chỉ đi thẳng tiến là đường này thôi. Hổm là
là mình đi cái đường ở đằng kia chút á, ở sau lưng mình chút xíu quẹo vô, cho nên nó ngoằn mèo đường đó đi rồi, nay không đi nữa, nay mình sẽ đi đường này. Khu này như Lan Dương nó xuống tới dưới này luôn hay gì nè. Rồi xuống tới đây là ông trời bắt đầu hé nắng rồi đây nha. Nãy là ông trời chỉ mưa ở khu vực thành phố, còn giờ vô huyện là sẽ hết mưa, ông trời cũng nắng lên rồi. Nay chở các bạn đi đường này chạy cho nó phê chút, không đi đường nhỏ quá chạy không đã. Thị trấn Ba Tri đi đường kia dằn đau đít, mới qua cái trạm giam phải trái. Rồi tới đây là hết khu vực thành phố nha các bạn. Đây cổng chào đó, kính chào kính chúc quý khách hưởng lộ bình an. Đây hết biển, hết thành phố rồi. Đây mình đã kết thúc thành phố rồi, bây giờ ra đây. Giờ ra đây là mình khoan 60 là được rồi nè. Đường này chạy 60. Đường này là khoan 60. Ra hết khu dân cư rồi. Thân hào 12 km. Cho các bạn xem cái con đường này nó đẹp không. Đường này là đường mà mới mở sau này, cũng lâu rồi, nhưng mà nói chung là con đường sau này, còn hồi trước đó là nó đi con đường cầu Cá Lóc á, đường cầu Cá Lóc nó đi xuống Dòng Trơn rồi đi Bến Tre, đó là con đường cũ, còn cái này là con đường mới, nhưng mà nói chung là cũng lâu dữ lắm rồi. Ba Phúc Long 3 km. Cầu Sơn Phú 2. Đường này làm cũng lâu cho nên nay nó cũng xuống cấp. Đi Ba Tri đi đường này nó gần, với chạy nó khoáng xe.
chưa. Đây là xua đũa nè. Thị trấn Ba Tri 25 km và Hưng Phong 4 km. Nắng rồi nha các bạn, ngon lành cành đào rồi nha. Nãy là trời chỉ mưa, là mưa trên thành phố. Sơ dừa đó, ngon lành cành đào nha. Nắng rồi đi về thoải mái. Lá dừa nước cầu đỏ đó, đây là cây cầu đỏ, các bạn giờ có thấy đỏ không? Cầu sáng xịt luôn, mà nói cầu đỏ nè. Đây trước mặt các bạn cũng là đám cưới. Đây đám cưới đây. Cái đạp. Còn đằng này là xe đám cưới nè. Ngày nay là mình đi là sẽ gặp đám cưới rất là nhiều. Đây xe đám cưới. Không. Cái con gì nó bay nó tấp vô mặt. Thank you.
hơi bị xấu rồi ta. Dạ, lục bảo lục hàm.
cơ sở. Tân Hào 2 km. Đây là một cái dàn lo di động. Ghê không? Cầu hướng điểm. Trung tướng Đồng Văn Cống nha các bạn. Đó. Chạy qua cái đền thờ. Họ đang xuống cấp nhiều quá rồi. Này ổ gà hơi bị nhiều. Lương ngang rồi lương dọc rồi lương lẹo nữa.
bò. Nhà của hai bên đường đây giờ hết rồi. Rồi mình đã tới ngã ba Sơn Cốc rồi các bạn ơi. Đây. Rồi, giờ mình xin tạm biệt các bạn ở đây nha. Đó, đây là ngay cái ngã ba Sơn Cốc. Nè, biển nè. Rồi quẹo tay phải là di tích nhà ông Nguyễn Văn Trác. Đó. Còn bên này là có cái chùa Bửu Huệ. Đó. Có một cái nhà đang xây. Rồi, giờ mình tạm biệt các bạn ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở chặng đường phía trước. Bye bye.